Công ty cổ phần phần mềm diệt virus BKAV, BKAV Pro vừa công bố tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 với khoản lợi nhuận sau thuế 4,4 tỷ đồng. Mức lãi này tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. BKAV Pro giảm hơn 74% lợi nhuận trong nửa đầu năm tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2023, vốn chủ sở hữu của BKAV Pro đạt 207 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu tăng lên 152%, tương ứng nợ phải trả vào mức 315 tỷ đồng, tổng tài sản 522 tỷ đồng, hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ là 82%, tương đương dư nợ trái phiếu hiện đạt 170 tỷ đồng, song từ năm 2019, lợi nhuận BKAV Pro giảm mạnh với tỷ lệ giảm bình quân 12%, năm. Tính đến nửa đầu năm nay, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Pro của BKAV Pro chỉ còn 2,1%.